Rồi. Bảo nhảy giúp em lát mà xin nha. Rồi, ra đi. Rồi, go. Wow. 10 điểm, 10 điểm, đồ vi mấy điểm nha. Rồi, chơi luôn, rồi, 10 điểm, go. Go. Rồi, go. Đừng có chạy, nguy hiểm lắm, chạy té. Xe lưng. Ba luôn nè. Go. 2-2, okay, good. Rồi, nhà vô. Em hiện hả? Rồi, chơi luôn, dân chơi, không sợ mà rơi. Rồi, Vi. Dạ. Dạ đâu, dạ? Dân chơi, dạ? Dạ, nhảy 2-3 lần mới về. Hả? Wow, ghê chưa, thấy chưa? Đó, ngầu chưa? Quý lên lại. Nhảy nhiều đi á. Quăng. Lộc, đi ra Lộc, ngồi đó mà cười hả? Đó, Lộc ra nhảy luôn này, thấy chưa? Em biết cầm của em á, Lộc chỉ vô cái chiên, ok, là em không biết bị đau bụng thôi. Cái cầm á, bỏ cái chiên, cái chiên xuống á. Cái cổ động cũng có cái này nè, cái chiên cũng có này nè. À, khoe là thứ dữ rồi đó. Cúi cái đầu xuống. Rồi, vô. Giống như Vi vậy Trang vậy đó. Làm sao cái tay xuống tới trước đó. Rồi già đâu? Dài vô. Rồi, ra. Go. Để xuống đại đi. Cái gì vậy? Số suất nó đứng vậy. No, có nửa điểm thôi. Nhảy. Good. Rồi, Vi.
dân chơi vô luôn. Đi. Ê, ai mà không đai với là người đó phạt tối ăn tối tối nay nha. À, đúng không? Ai không đai là ăn tối tối nay đó. Dì Hành lên nhảy vô dì Hành. Lên nhảy xuống. Không có ngập gì đâu, lên nhảy. Đi. Không, khi nào mai đến núi dì Hành lên nhảy xuống cái là ta cứu vớt hết rồi. Đâu để coi nó nhảy sao. Lên một tiếng nữa. Không đi là tối, đang ăn tối nha. Đó, rồi, chị Anh nè, Thanh Anh nè. Germany version, ok, rồi, Germany nè, thấy chưa? Thảo. Đó. Rồi, rồi, đây, đây, anh sợ đại ăn tối nên phải ra luôn đó. Một phần lễ đang rồi hồi nước một ra giờ đó. Rồi thử coi, thử coi, thử coi. Wow, quá đẹp luôn. Quý nhảy là số 1 đó, quý với khuê là số 1 á. Rồi vi là số 2. Nhân vật quan trọng, xin ra, xin ra. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Không, tối nay là bật đó đó, thấy chưa, thấy chưa. Ô ô ghê chưa, ghê chưa. Lộc 20 điểm, quá hay luôn. Đứt lên. Dương bơi đây. Rồi, chết thành công. Wow, quá đẹp luôn. Good, Justin. Good.